thấy không? Khách quý mấy đây là đại trà đàm đạo rồi chơi. Rồi ngồi vô. Ủa vô sát phạt đi. Sát phạt cái rồi. Rồi đi ra cái đó. Hả? Không sao, cái thơi đó thơi của bên nhà kia. Khách quý à, uống này thì cứ uống cái gì, coi đó cái này cái gì nha, coi cái này cái gì nha, không tôi không nói trước, cái này là bảo đảm không có khó ngủ đâu nha, này là dễ ngủ, trợ ngủ đó nha, cái này cứ uống là nó tối cũng không được, là tôi la tôi lại được cái tính uống cái ly này, uống cái ly này mà là cái ly đỏ nhưng mà nhỏ, nó uống này uống thử cái gì đó coi. Cứ uống đi. Quá quá anh ơi. Cái gì? Đúng quá. Không phải, là cái chuyện mình tầm thường, ai lấy ra đại khách quý. Nó hơi đắng đắng đó. Rang với cái gì, rang với gạo với cái gì. Không phải, cái đang nói là chuyện đó tầm thường. Tôi không có cái gì. Tại nghĩa Phật tử ta cho, ta trân trọng mà tới nay à. Mới lấy là đại khách á. Thầy có đầy đủ hết trơn rồi. Lượm, đồ lượm không á. Dễ thương quá trời. Đồ lượm á nè, nó vô chứ không xài cái bình quạt vô vậy nè, thấy không? Dạ. Không quạt cái xài. Cái này đó. Xếp. Lợi. Biết cái gì đâu đó, cái hai bà nghĩ cái gì? Cái gì tiêm sen á, bộ dễ có hả? Tiêm sen hả trời? Ừ, từ Quế gửi qua đó. Để... mà hôm nay có mình tôi có uống, tại tôi cái gì thấy tôi mất ngủ á. Đâu vậy thầy đó tiêm sen á. Coi cho thầy không có, con đem lên cho thầy. Không có. Mất ngủ sao thầy không nói cho con? Nó có nhưng mà đâu phải tiêm sen. Cái đứa này là đặc biệt, organic đó. Organic với nó rang á, rang. Dạ. Organic nhưng mà này nó rang với mày à. Với mè hay là gạo rang gì đó, nó thơm gạo rang. Này đây là đặc sản. Thành tiên không? Ngon. Tối tụng kinh sớm mà tính anh đang nằm giỏng đưa toàn ten ở trong nhà. Dạ. À để tôi chặn em mặt cái giỏng này nè. Về văn nằm. Ở đâu vậy thầy? Không nhiều lắm, mình nhờ mình Việt Nam gửi qua đó. Dạ. Nhiều lắm, cả chục cái cho người. Ủa cho tôi cái gì vậy? Đậu hũ, đậu hũ chiên với khoai lang với lại hồng. Đó. Hồng đậu cúng. Đậu hũ chiên á, đậu hũ trong mua trên đi xe á. Ăn tiên. Nghĩ đậu hũ chiên. Ông thường nghĩ tôi nghĩ á, mình sống đời bây giờ tôi ngồi nghiệm nãy hang bà điện cái tôi suy nghĩ trời ơi. Mình bao giờ mình được hạnh phúc vậy hoài ta? Hạnh phúc là gì? Ngồi nói chuyện uống trà lật đặt đi lấy gói tiêu sen ra. Nói trời, 10 năm nữa làm gì có cơ hội ngồi vậy ha. Ý là nó đổi thay hết rồi, 5 năm là bây giờ 10 năm nữa thì 7 mấy ta 8 mấy hết rồi còn nữa. Ngày nào hay ngày đấy. Thì bởi ý tới nên mà nó quan trọng bây giờ mình đi về đâu nè. Thì dân thua mình thôi. Trong kinh Địa Tạng ngày mai tôi giảng, nãy tôi mới đọc tài liệu để mai giảng á. Dạ. Cái chỗ mà nói là cái người chết á, mà trong mong cái người sống làm phước á, thì được hưởng có 1 phần à, người sống hưởng 6 phần. Đọc lối tôi suy nghĩ hoài. Cuối cùng cái luận giải á, là sao? Là nhắc nhở người sống nên làm đi. Bị người sống hưởng 6 phần, người chết hưởng có 1 phần à. Còn sống không làm, chờ chết để cho người thân. Còn sống làm thì nó uổng, ý nói vậy phải không? Nhưng mà nói cái mẹo, Đức Phật nói cái mẹo. Thành ra đó bây giờ mình còn sống, tôi nghĩ thôi. Giờ sống an nhàn đi. Sống thảnh thơi. Thảnh thơi chứ còn gì đâu.
không thôi ăn nhà. Thị phi nhân ngã luận đàm mặt ai. Chạy đi chị ơi. Mình lo mình đi. Sáng nào mấy ông có cái bàn nữa kìa đó. Cái bàn này nó cũng là đồ lộn nhưng mà biết sao, mấy cái cộng cộng mấy cái đinh dưới đó hả, cái để trong nhà mà kéo tới kéo luôn nó cày. Rồi rồi con chó này nó phá vậy nè, coi nó. Con chó nó phá dữ lắm, xong ra đường nó cắn, niệm rồi nó cắn rồi đó, con của con nó đi ra ngoài nó mướn nhà đó, rồi nó mua sofa về nó cũng nuôi chó. Nó cắn nhà cửa gì tùm lum của người ta, sau khi ra khỏi nhà nó đền tiền quá trời luôn con. Thầy không biết đâu, bởi nuôi chó cũng khổ lắm. Chó mà chó con nhỏ xíu đó thì ok. Rồi chó lớn. Uống đi tối về cũ được. Cuối tháng này mấy đứa học tử nó các tiểu bang nó về chơi, cái tôi cũng vui vui để cho mấy đứa nọ mấy bữa nó mấy đứa là tại vì trẻ tôi nhiều đáng tuổi con em mình tôi mới kêu mấy đứa không, tại vì mấy cặp nó 30 hai mấy 30 kể qua trên mấy ngày tôi cũng vui. Còn tháng 3 thì mấy vị lớn tuổi tháng 3 dỗ thầy tôi. Rồi cái chuyện từ thiện trong có một tuần lễ thôi mà hơn 10.000 đô la cho tôi tạm hoàn thành. Sáng nay tôi tổng kết cho nó xong, tại vì mình tính cuối năm, nhưng mà bây giờ cuối năm á, thì sợ dịch bệnh nó bùng phát á, thôi trước cũng làm sao cũng làm thôi, có những hoàn cảnh ta cũng khổ ta cũng nó bùng dữ lắm rồi đó. Trong mong cho nên phải cố gắng. Sáng tôi tổng kết cho rồi, tổng kết cho rồi. Rồi cái xong rồi cái giờ rồi. Nói chung là thiếu mấy triệu nhưng mà không có sao, tại có người lúc nào cũng có người đứng phía sau hết á. Ví dụ nhiều thì người ta không khả năng, nhưng mà thiếu vài triệu sao là không có sao, thiếu vài triệu thì có người lo vậy đó, biết không. Nhưng mà tôi đâu nghĩ lẹ dữ gì đâu, mới nói cô chú ở đây cách đây tầng chứ gì mà vậy mà cũng 60 nơi cũng xong. Gấp tiền đừng nào có đứa không sao không gấp, tại vì nửa tháng nữa tôi mới hoàn tất cái vấn đề chuyển tiền về. Dạ. Ủa đâu có gì lên giá nữa đó. Tự dạ. Chuyển sao chứ giờ nó lên giá nữa rồi đó. Không, các cái người chuyển thì họ ở mấy cô ở tiểu bang khác họ họ giúp cho tiền mình. Tiền thì không biết làm sao, chứ còn nhà quá nó hàng quá đâu đó. Nó lên tiền giá phí, tiền cái phí giờ nó cũng lên đó. Lên hả? Dạ. Không có 3 đồng giờ 3 đồng mấy rồi. Ở đây hay là ở DC? Ở đây á. Đây đâu? Đây mắc hơn. Đâu? Đây 7 tấm đồng không nói sao vậy? 7 đồng vậy nhiêu thì gửi nhiêu mà mấy tấm đồng thì gửi. Đây nó mắc, đây mắc. 170 tấm đồng. Không, chuyện hàng quá đó, hàng quá đó. Pao á. Thì ở đây thì nói gì nữa, hàng quá ở đây thì nói gì nữa, đi DC. 7 tấm đồng một pao, còn DC lên giá một chút. 3 đồng mấy? 3 đồng 95 rồi. Cái con nhỏ kia không, tại đó mình gửi về tỉnh thôi, chứ Sài Gòn nó có bên đâu có 3 đồng 40 à. No, lộn rồi, 3 đồng 75 hồi kỳ trước. Là ở DC á. No. Chứ gọi dưới này là mắc lắm. Con nhỏ nó mới gửi nè. Không, bây giờ nó sụt. Gửi hàng quá nó không nó đổi lên. Lên nhưng mà thầy. Tại sao vậy hả? Lên. Đi gửi đó thầy. Ở DC ở đâu? DC. Ở dưới này 8 đồng ở trên. Đúng rồi. Ở trên đâu có. Có ở tỉnh 3 đồng 95 là 45 mà đó là về tỉnh. Mình tính đi. Còn nhớ mà về thành phố thì có 3 đồng 40 à. Con vợ thằng ấy nó mới gửi mà. Tôi đóng mấy cái phèn này cũng được, đâu có cần cái giá rồi đấy. Thôi cái giá chứ không đó, về đóng mấy cái mua mà uống đi, về ngày ngủ được, đâu phải trà đâu, ban ngày uống trà ăn đêm uống. Rồi tôi sợ đêm lắm. Dạ. Khó ngủ mập mà khó ngủ thiệt. Tôi kêu dù ly cũng mất ngủ đúng không? Thấy cái gì cái mặt cũng khó ngủ. Đó, mấy người mà béo béo gì đã khó ngủ. À, đêm nào mà tôi ngủ được 5 tiếng tôi mừng, mà đâu bao giờ ngủ được thẳng giấc mà 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ đâu. Con muốn hỏi nên thầy tôi... ngày qua ông Hồng có đem đồ ăn lại cho thầy không? Có, mới Dương Thiện gửi hả? Dạ. Đây, nó tính là con đi chùa nó gửi để con đem lại cho thầy. Nó nói con đi si rồi đâu không có đi chùa nhắc qua đâu. Thầy về. À, nó trùng. Ừ,
nó trù nhưng mà vẫn vui, nói chứ khi tâm hồn nó an thì không có giận hờn, ta thấy cũng tội nghiệp. Nói thôi chứ tối qua rồi cũng điện với mấy đứa nhỏ cũng tâm sự đấy, à lo cho thầy thương thầy chứ không tới đâu, tôi nói chắc điều này chắc nhõng nhẽo tôi. À, hôm qua tôi cũng làm cơm bì chả nhưng mà tôi không có cơm tấm, cơm thường. Cơm thường được rồi, rồi cái rồi bì của tôi thì nó không có dầu nhiều, chú nhớ bì tôi làm đâu có dầu nhiều. Bì cô Hiền cho thì dầu nhiều nhưng mà thì nó khô nó mỏng hơn. Còn tôi thì tôi xắt dài dài đại cho rồi thôi, thì chiều ăn của cổ, ăn của sáng chút rồi chiều ăn cổ. Rồi bữa nay thì tôi ăn cơm Ấn Độ chứ cô không ăn cơm gạo thường nhiều nữa. Nhưng mà chiều đúng rồi tập chiều ăn không ăn cơm. Như nãy hơi đói bụng miếng thuốc, cái lấy bánh mì cúng, cái bánh mì mình tôi không bự gì nè. À, cái lấy xuống xé miếng ăn vậy cho thôi nhẹ người, lạnh nó đâu có lạnh đâu, ngồi tới tối nay ngồi này, này nó ấm nó ở đâu lên thầy lấy đồ ăn, tao nói thầy nào nói, vậy là cái hộp bì gửi cho cô chú là hộp bì không hả? Không biết, con nói rồi, con nói để cho thầy ăn đi. Không thì bây giờ có một hộp cơm ta cơm tấm là một cứ giống như là hộp cơm tấm bì, một hộp bì thì đó tôi ăn chứ giờ cơm mà thôi tôi biết rồi đâu có biết cái nào chai chai thôi. Tôi nói rồi, tôi nói rồi, tôi dặn rồi, không dặn nó rồi, hộp bì còn tôi dặn nó nói ông bác nói để thầy ăn. Đâu có bì còn không. Nhiều lúc nào trong tủ con trời bên tủ con mà ở trên đít mà nó đưa xuống nữa cầu quá trời luôn, đầy nhất bên tủ bì cơ. Con ăn đâu hết rồi, có mình con ăn rồi đâu ai ăn đâu. Có gì bữa thầy tụng ha, rồi thầy hai tụng ha, rồi bà Hiền cũng mấy tụng, hai tụng hay ba tụng gì đó mà có ăn cũng còn chút xíu rồi. Rồi ở trên chợ nó đưa hộp năm cái hộp container bự đó, hộp đó làm súp đó, nó sạn nó đem cho bữa đó, nó đem về ba bốn hộp luôn. Giờ để mà ở trên kia làm cái ngắt à, ở trên kia đúng rồi. Vì thì chỉ có tôi làm mì mà tại vì tôi có củ sắn, cái củ sắn của mình không có tại nó trộn cà rốt chứ chiên rồi mới xa mới lạng ra. Còn mà nước củ sắn mà lạng ra rồi chiên trước thì nó khô, nó dầu dữ lắm. Mình làm nó bớt dầu, bây giờ cái gì bớt dầu có đỡ chứ dầu nó vô dính vô cái bao tử gan nó độc lắm. Bây giờ con cũng sợ dầu lắm, dầu nhiều quá quý thầy á đẳng kho á dầu quá một lốt luôn đó, con phải sớt bỏ ra. Phải bỏ chứ, phải rút. Giờ mai là mình ở Mỹ nó thiếu gì cái giấy chùi miệng đó là nó rút dầu đó. Chứ còn ăn dầu nhiều cũng tốt đâu. Là bên Việt Nam họ cũng gửi cho tôi rò với món giống như mà dầu quá trời dầu luôn. Kho giống như kho thịt kho tàu vậy đó, lên bỉnh là dầu đúng đổi trời ơi. Đậu hũ mà kho giống cái như kho tàu vậy. 28 là hộp đây chơi có bánh không? Thằng ca nghỉ bữa làm đi. Cái mà mạnh cày cuộc thí đi súng nhau là cuộc bỏ vô nấu ăn. 28 là thứ ba mấy đứa kia nó cũng nghỉ, nó đóng cửa nó nghỉ, nó phụ qua. Rồi mà cái sao rồi cái nhà ở bên bây giờ làm sao? Cái nhà bên đó. Dạ, xong rồi nhưng bây giờ vậy nhưng mà phải chờ sư tây nó cho chờ cái vụ mà cái nó cái gì đó mấy cái anh mà nó có cái bằng đó. Nó chấp nhận nó làm nó chứng nhận cho mình là giờ nó sẽ đứng nó chịu công trình nó sửa thì bắt đầu CT nó mới cho mình vô ở. Giờ thì vô dọn chúng ta tại vì nó quá cũ hồi đó là tại vì nó dính tới khi đưa hai ông bà già bà Linda vô dưỡng lão thì lại coi như là tắt hết điện nước rồi báo cho CT giống như là cái nhà này nó cũ quá, bởi vì nói vậy đặng cho bà mới vô được. Hồi lúc mà bà nói nhà ấy đừng cho tiễn bà đi vô trọng tiễn, khi bà ở đây thì mai nó khiến bữa đó thì bà bị quỷ đó thì tôi nói tai biến mà ông ra cãi không chịu, rốt cuộc bây giờ lần thứ hai luôn rồi đó, hai bây giờ phải đóng đút ống thở luôn rồi. Thì sao khiến sao nó cũng khiến tới giờ ông ra ông lại bà kêu tôi không có nghe tại vì bà nói tiếng Anh mình đâu biết đâu sao. Và tình cảm bà nghe ông đang lại bà nói đen nó làm vậy đâu nào ông nghe cái tên ông chạy vô
thì là bà nằm bà quỵ, bà đứng không được, rồi rốt cuộc đỡ bà đâu được, bà quỵ xuống luôn, thì để bà nằm xuống nó mới kêu tám mấy á, kêu lại thì lại thừa dịp đó tôi nói là bây giờ nhà bà thì cũ, tôi biểu cũng như tôi nói đang nói thẳng họ là nhà cũ không ấy, không ở được. Qua bên đây bây giờ tôi là đàn ông, tôi không tắt khe bà được, chứ tôi hết trách nhiệm giờ. Các vị làm sao làm? Nhờ nó vậy đó mà mình nó giống như mình đuổi bà vậy đó. Mà cuối cùng nó cho vợ chung với ông. Rồi bây giờ hai ông bà nằm hai giường chung phòng, có người tắt khe đàng hoàng hết trơn. Nhưng mà gây lộn tối ngày. Kiểu như giờ buồn, giờ làm sao dồn qua dồn lại gây lộn, ổng thì lẫn. Đó là cuối cùng nhờ nghe nói là bà tai biến là thứ hai. Thì nói đi nói lại thì cũng đồng nghiệp ông Đan cũng chạy ra chạy vô thăm. Thì tôi á thì tôi tính á, tôi có cái lời nguyện là tôi tính là cái tiểu bang mình nó không có chương trình đó, thì mình tính mình làm là thí dụ như một hai tuần gì đó mình đi vô trong đó một lần, rồi mua nho thôi, mua những trái cây đó cho mấy người già họ mừng lắm, vô là họ nắm tay họ mừng, thấy rất là tội nghiệp. Mà bây giờ đi thí dụ phải có hai ba người để mà biết nói tiếng Anh chứ giờ tôi không biết đâu. Thì bây giờ cái dịp này nè, cái dịp hai mươi mấy Tết mấy đứa nhỏ nó qua nè, tôi tính là mình nhơ một buổi sáng đi vô mình mua nho, mua những cái trái mềm mềm á. Tội nghiệp mấy người già ở trong đó đó, họ rất là tội. Họ thấy tôi vô mà tôi lại, mà lúc đó mình dịch bệnh nặng mà đâu có dám lại gần. Nhưng mà thấy ôm con chó đó, hồi lúc ôm chó cho mà lên đó bả thăm á, lại gần họ mừng lắm, họ xin họ nắm tay rồi, thấy rất là tội, giống như họ thiếu cái tình thương. Thì nếu vậy thì sẵn cái dịp này đó mình đi, nếu sẵn dịp này thì rủ nhau hết đi. Thì tôi tính là mình ăn ủi người ta vậy đó, mua nho, mua những cái trái mềm rồi vô trong rồi mình rửa sẵn ở đây đi. Rồi mình vô, ví dụ như có cô nữ rồi cô đi, cô kệ mình ăn ủi người ta, nói chứ trời đời người thấy tội quá à. Mà rồi thấy gì, thấy mấy người mà vô tới đó rồi thấy tội. Nhưng mà bà cụ không có được vô trong đó nghe. Bà Linda nè, ổng có chế độ đó, bà không có chế độ đó. Nhưng mà nhờ cái vụ này đó, rồi bây giờ làm sao? Bà đi ăn theo mà không được. Rồi bà đi ăn theo luôn á. Chứ hôm lúc bà xin rồi mà không được. Xin ở với ổng luôn đó. Dạ. Mà nó nói ở cái gì? Mà thầy nói cái nhà này ở không được chứ còn không thôi. Thì đó bữa đó tôi làm liền. Chứ hai nữa rồi chắc phụ nó không. Là lúc đó bà cúp không, thấy rồi. Thấy rồi cho nên cái vụ bán này là đâu dính đâu mà đâu còn đồng nào đâu. Cái gì bà thiếu nợ 88.000. Xong thì trình đất của đâu thiếu nợ nhà băng. Rồi coi như lúc ổng vô là nhà băng nó đã coi như nó làm giấy nó siết rồi, nhưng mà nó nhả ra là tại vì nợ nhiều quá nó siết làm gì, là cuối cùng bên nào cũng định siết hết, nhưng mà cuối cùng không ai đủ nên nó nhả hết ra. Rồi cuối cùng cái luật sư nó làm nó lúc này là thương lượng với chính phủ mua đó, thương lượng với chính phủ chứ đâu phải giờ không ai còn quyền bán nữa, bởi vì cái này không mới bán nữa là tại vì chính phủ lấy rồi. Rồi cuối cùng là thương lượng nó là 93 mấy. Rồi xong rồi mới là ông đang đứng tên xong mới giao với vị gì chú Phước nhờ. Lúc đó ông không về Việt Nam, rồi mới vừa qua sang là xong hết trơn rồi đó. Ai gì ông Nam thầy? Chú mua nhà nè. Lúc đó thì ông đang mua rồi, ông đang như ông nói thôi để ông mua lại đi. Cho ông đang khỏi lo lắng gì thì mua lại, thì ông đang đứng tên dùm cho tới 30 tháng 10 xong rồi tới tháng, nhưng mà ông Việt Nam qua không được, nó kẹt ở bển, rồi mới sang lại cách đây khoảng tuần á, tuần. Rồi bây giờ giống như để cho ông đang 3 năm cho thuê là sao làm, như giống như đền ơn đáp nghĩa đó. Hay gì ví dụ như mua lại thì ông đang có thể bán lại lời chút nào. Bây giờ nhà đang lên mà, nhưng thôi giờ không có tính vấn đề đó, nhưng mà do tôi đứng ra tôi trung gian à, thì hồi đại gì chú Phước một hai là nói nếu bây giờ nhà đó mua sửa lại cho mướn hay sao thầy ở hay sao nó có đầu luôn. Là thật ra đó, hồi trước khi mà chú Phước cứ nghĩ rằng là tôi đi xin giấy cái hội mình đầy đủ nè, thì ổng nghĩ là tôi làm chùa,
ông ấy mua là muốn hai cái ráp vô để tôi làm cái chùa, thí dụ bỏ ra cái chánh điện thì bên đây cái chỗ ở hoặc bên đây chánh điện đi cho nó rộng thành cái đại già lam luôn. Mà tôi nói đã tôi không có nghĩ cái việc đó, thành ra ông mới cho tôi suy nghĩ thời gian, tôi dứt khoát tôi không nghĩ việc đó. Nếu như hết đời của tôi á, ai làm thì làm. Nếu như chiều nay thầy giác không điện tôi thì ông không có ông kia được, ông nói vậy thôi, ông nó về lại chỗ cũ rồi. Thì bây giờ tôi nói tình nó cũng đã hết rồi, nó đã cạn rồi. Thì thầy không có nói nhiều, thầy không có muốn nói qua nói lại mít lòng. Thầy nói thì ông biết như vậy là đủ hiểu rồi, chứ ông quá lành hơn tôi. Thì thôi thì tôi nói nếu bây giờ ông ngày mốt cũng về Việt Nam, thì tôi nói nếu bây giờ nó ngặt là hai anh em mà gần nhau quá thì cũng không được. Chứ nếu hồi đó tôi mua ở đây là cố ý là tôi làm là làm tính cho thầy giác, thì ổng sau này ổng đứng ổng là huynh đệ thì ổng làm chùa ổng có cái duyên đó hơn. Thứ nhất là tại ổng mũ Mỹ, ổng vừa có sắc mà vừa hiền mà vừa tụng kinh hay. Thằng tôi thì lại tính tôi ngang tàn vậy thì nó dễ mít lòng, phải không? Thì tính ổng nhưng mà giờ nó sát bên làm sao được. Nhưng mà thôi thì khi mà tình như thế này nó đã cạn thì tôi nói ông về suy nghĩ đi. Nếu mà qua Tết trở qua, nếu sau này mà có ý lập cái đạo tràng cho Phật tử tu thì tôi hiến đó. Chỉ cho tôi ở phòng tới tôi chết thì thôi. Còn không thì sau này mà ráng 2 năm nữa thì đem mấy ông đệ tử tôi qua thì làm sao làm cho tôi duyên tôi tới đây à. Tới đây là tôi thành tiên rồi, tôi còn lo gì nữa chi cho nó mệt, cái gì thấy không? Lo chùa, bây giờ chùa thì phải sao, phải thiếu đủ, rồi phải đủ thứ chuyện trăm bề ngàn kế. Bây giờ cái am mình thôi, mà giấy phép nó đầy đủ cũng như cái chùa rồi, mà tại mình không trương mồm, trương bản thôi. Đó. Thì tôi nói thôi, đời sau là sao làm, chứ tôi thiệt cái lời tôi nói là tôi vẫn giữ lời. Hồi xưa tôi nói là tôi làm cái am, cái cốc thôi, là làm am, cái cốc. Thì đó, thì bây giờ cái nhà bên đó, hả? Được rồi. Đó, thì nhà bên đây cũng vậy. Hay nếu bên đây là cái rụp cái có chấp nhận người ta bán, hay là có người ta bỏ trả tiền đứt liền, người ta mua, người ta ráp vô luôn á. Giờ nó không bán, bên đây hỏi nó không bán. Bên này bán á, thì cái đất nó liền. Bên đây nó kẹt cái con đường nhỏ đúng không? Vào đường quang, cái đường gọi là không ai đi, nhưng mà nó vẫn là cái đường. Nó đâu có ráp vô dính nhau được đâu. Ráp vô thì Phật tử muốn mua để cho khách kha, Phật tử tôi các nơi tới có phòng ốc nghỉ, họ cũng có tâm như vậy, thay vì họ mua họ làm của họ để đây luôn đó. Chứ đã tôi nói tôi không làm chùa, nhưng mà bây giờ thì các vị thấy tuy rằng vậy chứ nghĩ sơ sơ thôi, nếu mà tôi giữ cái tâm tôi như vậy hoài đó, dầu cái tánh cũng còn nóng nảy, nhưng mà cái lòng mình biết thương người, thương Phật tử, thì họ các Phật tử các nơi họ về à. Như bây giờ các nước nè, bên Úc á, phải mua vé mà tới tháng 6 mới qua được, nó tháng 6 mới mở cửa từ Úc qua Mỹ, giờ mở nhưng mà giống như cái vé nó bán á là tháng 6 mới có. Rồi một gia đình qua. Rồi bên Thụy Điển, bên Tây Đức, bên Pháp và các Phật tử qua, tôi hỏi người nước ngoài mà qua nước Mỹ nữa là thuộc cái khối tư bản nữa thì phải ăn, kiểu ăn kiểu ở nó đàng hoàng. Đó, thành ra giờ cũng may, nhờ xây dựng xong nó cũng có một cái số phòng ốc thì cũng đỡ. Thì bây giờ tôi nói ai tới mình cũng welcome hết á. Tôi ngồi tôi suy nghĩ đấy, hồi đó tôi nghĩ là qua Mỹ nó khó quá. Tại vì chỗ nó đòi hỏi cái phương tiện, nhưng mà nghĩ là bây giờ cũng không khó. Thì nó yêu cầu có vài phòng thì Phật tử dài. Nó chứ đâu có ai mà rảnh mà tới đông như Việt Nam mà từng xe đò đâu. Hai ba người nhóm thôi thì giờ tới cái chỗ nghỉ ngơi. Mai là anh nấu ăn thì tôi biết nè. Rồi giờ mình đủ phương tiện thì ai tới tôi cũng welcome hết á. Thì cứ một năm là vào cái ngày gần cái ngày 19 tháng 2 âm lịch đó thì các Phật tử lớn về để mà thứ nhất là thăm tôi một lần, thứ hai là dỗ thầy tôi. Rồi tới tay về rồi mấy đứa nhỏ nó về nó được ngày nghỉ đó. Ngày này 24, 25, 26 là về đủ rồi đó, chứ mấy cặp vậy đó. Rồi còn một số nữa, nhưng mà một số ở tiểu bang nóng thì người ta nó lạnh không dám về. Mình không quen.
Chỉ ai ở thân lạnh thôi. Vậy tôi cũng vui. Nói tới niềm vui tôi trong riết tới cuối năm vui như nó đệ tử quay quần nhau, thành ra đâu có thèm khác gì đâu, chứ bài nó có bánh rồi muốn muốn nó cứ vui rồi. Rồi lá rồi sao thầy, có bánh nếp rồi có chưa? Nếp có rồi, lá có rồi. Cái đó nó dễ mà, bây giờ có cái cuộc chứ có biết nào, không ai biết cuộc hết. Tôi ngâm cuộc đãi trời. Cái lò bự có rồi, cái nồi bự, cái nồi bự có rồi, cái lò nấu có rồi luôn. Bình ga có rồi mà bây giờ chỉ có cái cột hả. Thì cột lá vô trong trời ơi, cột đãi đi cho nó chặt cơ vậy. Thì tôi làm chiều 27 tôi ngâm nếp để sáng hôm chiều 7 tây nè. Nay là ngày 6 tây nè. Vậy tôi ngâm nếp ngâm một đêm thì sáng lại tôi dậy tôi xào sớm. Chưa Tết ấy mà này, Tết Mỹ thôi mà thầy. Thì bây giờ kể chứ về Tết âm đâu ai qua được. Tết âm năm nay nó trong cái thứ năm đâu ai đi qua đâu. Nhưng mà gói này gói theo kiểu miền Nam, phải xào nếp rồi phải béo với đậu đen. Chứ mà gói không béo không ngon. Người này tôi làm cho coi. Nó gói béo. Đậu đen con có họ trong hộp. Con đem đậu đen lên. Được. Bây giờ không biết nó mua mà nó mua đậu đỏ, nó mua lộn rồi. Dạ. Đậu thì dễ. Đậu đen gì cũng được. Đậu đen gì thì kệ. À, bây giờ lên gói. Gói nhiều cái chơi. Con có biết gói một gì không? Không. Tôi nhớ hồi xưa mình ví dụ bánh cắp không? Bánh cắp hồi tháng 7 có cúng chẳng rồi đó. Bánh xếp xếp á, kệ cứ gói thế đi, bỏ gói đại bỏ vô lò nấu thôi. Bánh xếp, giống như bánh xếp vậy đó, xếp lại vậy thôi. Cũng bánh xếp cắp, một bánh cắp á, rồi hai cái ẹp vô, rồi lấy dây cuộn còn bánh cắp á, kệ chơi vui đi. Bữa đó mới ai muốn gói gì gói, ai biết gói đại. Cầm thì cái đó vậy, cái bánh tét vậy mà đâu có gì đâu, thì giờ tráng nghĩ ra thì để vô. Nếu mình xào thì không sợ nín, mình xào kỹ một chút không sợ nín. Chứ đừng có chơi mà có ẩu tả nó nín kia. Đậu lên với thầy trước đi. Rồi để làm nhớ gì là lấy là bữa gói là bữa thứ ba. Tại chủ nhật mới tập trung là hết. Dạ. Thì thứ hai thì nghỉ ngày thứ ba. Cho thầy xào đậu với nếp trộn chung á. Dạ. Nghỉ đi. Trời. Rồi nó ngon, có thịt béo. Béo. Đậu lá rồi cái gì cần thì thầy nói con mua. Không dễ. Lá có một số là chuối có một số bên Cali mới gửi qua mà giờ tôi để cho thiệt chín nên nó mùi á. Trời ơi, Cali gửi chuối qua cho thầy á. Tại vì hổng, dạ hổng tôi đi ra chợ này nó củ mềm á, nó mà không có nữa đó. Đen thùi à. Dạ. Nó mới nói trong cái xưởng ngắt cái đen thùi ở ngoài chợ này nè. Đó thì quý vị mới gửi qua một thùng. Xong rồi giờ tôi không có mang tôi để. Mà một thùng mà trái đều đặn lắm. Mà tại vì chuối bên chơi ly là chuối người ta trồng ở đó đó thì nó không có bỏ thuốc, nó không có nó đốn chín giờ chín đâu đúng. Đúng rồi. Kia nó còn ở ngoài chợ là của vườn á, chín tụi nó làm nó bỏ thuốc rồi nó đem qua đây nó đốn non á rồi nó đem qua đây đó để đó mà. Nên ra cái tiểu bang mình thì mình phải lệ thuộc Cali với Texas với Florida. Chứ nếu mấy tiểu bang nó không cung cấp qua mùa này đâu có gì đâu. Tôi mới gieo bên lớp cải rồi cái nó lên không? Cái bè xanh rồi. Cái bè xanh rồi cải ngọt rồi cải cút nữa, cải cút cái tàu cô. Không, cải nó lên. Cải nó lên. Bởi nó mới cải. Còn nhớ cái chữ cải đó mà đâu để. Con ấy nó mới kêu nó lấy không dạ. Cho mà rốt cuộc nó đâu cho. Thậm chí nó còn cái tên là cải trời đúng không sao? Bởi tôi nói, ủa sao tôi nghe qua tôi suy nghĩ rồi, ủa tại sao nó tên là cải đúng rồi. Cái trời lạnh vậy không cái nào chịu nổi mà cải nó lên thì nó đúng nó mới đặt nó tên cải hay chứ. Với hành lá đó mà sao lạnh đúng chết. Mà có cây là cải trời nữa đó. Dạ nó con nhỏ kia nó cho con học mà nó không có cho được. Bữa đó sao? Anh không nhắc nó bữa nhắc thì nó bán nhà đi mẹ nó rồi giờ nó có kìa còn là chú gieo không thôi không, để tôi gieo đây cho lên ăn chứ tôi ăn bao nhiêu hồi mấy bữa nay nó lên cả đống mà ông sĩ không biết ông đeo ông nhổ ông làm phía sau nè cái nhớ hồi đó phía sau nhớ không yeah. Rồi ông đóng đằng chơi đừng có cho con này kia nó sợ cái sợ mùa lạnh rồi nó chung vô cái hầm rồi nè yeah.
rồi ông đạp hết trơn, uổng ghê. Tại tôi thấy tôi có mình tôi làm biết, tôi mới hái vô mà bự thiệt bự. Bởi hèn chi đặt nó tên là cải đúng. Rồi nãy sáng tôi mới hái một nắm lá cải rồi nè, tôi vô tôi nấu canh đi trong biển tôi ăn. Tôi làm chả bắt cười. Tôi bằm củ sắn với cà rốt. Thầy có bí rợ ăn không? Không. Bí rợ ăn trời. Hết rồi. Củ sắn mà có cho miếng thôi. Cho cả trái tôi ăn không hết rồi tội nghiệp nó hư rồi bỏ tội phải không? Thầy bỏ tủ lạnh. Nó không tươi hả? Gì đó. Cái tôi bằm tính nấu cháo thôi làm biến quá gì cái gì lấy cái tàu hũ á, tàu hũ mà tàu hũ mà hết thì tàu hũ Mỹ chứ đâu có tàu hũ ấy đâu, tàu hũ Mỹ đúng nhau rồi hả? Không, tàu hũ Mỹ nó mềm xèo nó giống tàu hũ Nhật Bản vậy đó, tôi bóp đại ra nó có hai loại á, tại phút lên nó có hai loại không, cái này nguyên hộp Mỹ của Mỹ. Yeah. Tháng nào gõ Phật tử bên Anh nó cũng order sẵn trên mạng, nó gửi qua cho tôi bịch trong okay. Biển một thùng thủ đó trong biển gì, trong biển loại nào? Biển loại của Nhật đó, tốt, biển miếng nhỏ 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 để bỏ vô canh rồi đó hả? Dạ. Bỏ vô canh rồi hả? Trời ở đây xíu gì phải... Không, thì nó order trên Amazon á. Ba con đâu biết thầy ăn đó đâu, tự ăn cái đó tốt lắm đó, thầy ăn cái đó để mai mốt là có nó tụi nó có bắn bom nguyên tử rồi mình cũng không có bị nữa. Trời ơi, đâu vô rồi vậy? Thiệt á, cái đó con nói thiệt á, hồi xưa là tụi Nhật đó đi quánh giặc á mà ông đâu còn sống là tại vì ông ăn rong biển ăn rong biển đó. Hồi đó chứ làm nó hứa đạn nó vô tình. Nó tới chứ chẳng qua cái mạng ông đó. Và có nhiều người cái mạng chưa tới số là cỡ gì cũng chết nha. Còn hết phước rồi cái đây dắp sợi dây thun cũng chết nữa. Cỡ gì nữa? Cái người mà có cái phước rồi đó cỡ gì cỡ nó cũng vượt qua hết trơn á. Mà người không có phước là dắp cộng chỉ cũng gãy giò nữa. Người ta nói xe đụng đi sát rong lại tới chừng không có làm gì sao nó cũng tấn mình. Tôi nằm á, tôi suy nghĩ á, theo lẽ tôi là con người ngang tàn, nói hóng hách, nói thẳng thắn thì tôi đổ nghiệp dữ lắm chứ. Tôi biết điều đó chứ, tôi biết là tôi nói dữ dằn lắm rồi, với bài giảng tôi mà người nào không thích nghe là nghe ghét lắm, tôi biết chứ. Nhưng mà tại sao tôi có phước, nói thẳng là có phước chứ không có phước sao tôi sống nổi tới ngày nay, cô chú thấy không? Mình nói thiệt chứ phải mình tự cao. Nhưng mà nói nghe một cái đó, tại ở đây mình nghe theo rồi nói theo Phật tử thì nói nghe thì thầy thấy nó là kỳ, thấy là thầy đời quá. Nhưng mà sự thật ra là cái đó là cái sứ mạng của thầy ở trên đưa xuống để cho thầy dụ á, để cho thầy đánh. Thì cái tôi nằm á. Cái đó là dạ. hai cái tôi nằm tôi xét lại. Tôi suy nghĩ cái khác nhau. Xét là cái lòng tôi á cô chú. Nhưng mà thầy nếu mà thầy ấy rồi ráng là chút nữa mai mốt mà thầy về. Sao tôi nói quá trời tôi nói nhưng mà thật sự trong tâm tôi không bao giờ muốn ai. Cha mẹ đưa thầy xuống đây. Không muốn ai khổ cho nghe. Để cho thầy làm cái chuyện. Theo tôi giận tôi nói không có mặt, không gặp mặt á là tôi giận tôi nói ào ào vậy đó. Trong lòng tôi không bao giờ tôi nghĩ ai khổ hết trơn á. Đó, cái đó là mấy cái người đó, nếu mà cái người mà người ta biết tu rồi là người ta nhìn lại người ta rất là thương thầy, cái đó là sứ mạng. Tôi thấy ai mà toan tính mưu mô gian xảo gọi là hơn thua tôi thương lắm. Cho nên tôi thương người đó lắm. Cái đôi khi tại thầy không hiểu con đâu. Cái con là con người con suy xét kỹ lắm. Thứ nhất là con không có mấy gần là tại vì là con có muốn Phật tử nói con không phải là mình sợ người ta là đeo cái của mình nói giống như mình làm để cho người ta đừng có khi dễ mình là cái đó không phải người ta không khi dễ khi con khi nhưng mà tại vì con muốn làm cái gì con phải tập nói cái gì con phải làm được cái đó. Thì con mới ấy thôi chứ còn nói mà chặn như thầy vũa thầy chửi người ta con không có khen cái chuyện đó con không thấy cái tầm thường thôi. Nhiều cái sứ mạng của thầy trên đến cha mẹ đưa xuống tạo đưa thầy xuống đây để cái sứ mạng của thầy để phải làm. Tôi nói vậy chứ tôi vừa khởi cái tâm ác lên là tôi ăn năn liền á nghe. Ví dụ nói cho giữ đạo mà nhưng mà không bao giờ mà tôi dùng người ta là cái con thú nghe. Ví dụ tôi giận tôi nói cái ông nó quỷ đó chứ tôi bao giờ tôi nói cái con đâu không bao giờ nghe không nói lấy con thú. Thứ hai nữa đó là không bao giờ tôi mong cái tâm ý mong cho người ta bị quả báo không có mà tôi luôn là chỉ muốn là nói để cho họ sáng suốt để họ quay lại họ làm lành.
Dạ. Họ có trí tuệ nhiêu đó thôi à. Dạ, có một cái là tại vì con tránh thầy á, là chứ tại vì đó là tại thầy có đôi khi á thầy giỡn, thầy nói chuyện với mấy kia thầy nói tục quá, rồi thầy tối mình thành thử ra mình một người tu. Tại mình một người tu mà mình làm nói như vậy thì mình thấy ra rồi người ta ngoài tự đánh giá thì con tại con đừng có bỏ con nhiều quá. Đó, tại con uống dễ, có khi con á, uống dễ lắm. Cái sợ ngày nay á lắm khi nó phải hòa với đời. Nhiều khi nó cái thời buổi nó như vậy rồi, nó không có còn mà cái gọi là khắt khe như cái thời xa xưa. Chứ nếu cái thời xa xưa á, mấy thầy tu á giữ cái quy nghi tế hạnh chứ đâu có mà ngang tàn phí phách vậy được. Nhưng mà cái xã hội nay nó tiến bộ, con không người tiến bộ, nó tiến cũng bộ, phải cái thời đại bây giờ đã nó mạt pháp rồi, là tại vì ma quỷ nó vô nhiều quá rồi, nó quậy rồi. Cho nên là cái sứ mạng của thầy là trên ta đưa xuống, thầy phải dụ, thầy phải chửi, thầy phải làm vậy. Mà không, nhưng không. Mà có một cái là con chịu, thầy nói tục chịu quá. Thầy nói nhiều cái ghê, con ngồi, con mở, con ngồi, con lúc nào mà thầy nói mà con không nghe trong cái máy còn đâu, lúc nào con ngồi không là con bập lên là con nghe, bởi kỳ quá, con không có, không, con không hà. Thà ý kiến như vậy tôi sửa. Ý kiến thà thí dụ như vậy nè, khi mà vui á quý vị ngồi nói về tôi lắng nghe, còn thí dụ như đừng nói sau lưng tôi không chịu. Không, con không có nói không, sau lưng. Ý nói vậy đó là một. Thứ hai nữa đừng có dèm pha. Thí dụ giờ khi chờ cái cơ hội tôi vui, ví dụ vui vẻ nè, ý kiến là tôi trân trọng, tôi đâu phải con người không biết lắng nghe. Con là con người, con nói thẳng thắn, con nói chuyện nói sao nó vậy mà con nói đâu rõ ràng đó là. Tại vì đó. Nói sau lưng là thầy đâu có biết cái gì mà thầy sửa, thí dụ. Nè, tôi nghe, tôi rất ghét cái mà thị phi sau lưng không. Con bây giờ nói. Tại vì mấy người kia cũng nói vậy, con nói cái đó là sứ mạng của ông trên đó, cha mẹ đưa ông xuống tạo, ông đưa ông xuống đây để ông làm cái đó, tại bây giờ là nó mạt pháp rồi, tại bây giờ là giờ cái tất cả đều cái thiên ma nó rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó nhập vô quá giờ nó nhập vô nhập. Nó làm tùm lum đó, nó phá cái đạo mình. Theo từ thầy tu cho tới tới ngoài, từ tu sĩ tới cư sĩ, cho tới cái thế gian thì mình không nói rồi. Nó tùm lum, nó nhiều khi nó còn tệ lậu hơn người không tu nữa đó. Mình phải nói cho người ta. Nói bao nhiêu đó đủ rồi, thống dữ rồi. Cho nên đó, ông thầy kia ông nói á, ủa sao ông nhớ là thầy là Thích Thiện Tài mà sao qua đây vừa vô chùa Giác Hoa lại đổi thành cái ông người tu nói tới ba cái đạo, ba cái tên, đạo pháp hiệu, pháp danh, pháp tự. Đúng là tại hồi đó đa phần trà dinh là chữ tâm nó có, nhưng mà tại vì cái thiền tài kêu quen rồi, biết không? Ví dụ nữa tôi chết á thì cái lòng thái, ví dụ như cậu là làm lễ đó là ví dụ như là từ lâm tế chánh tông tứ thập tam thế húy là tâm thành, hiệu là nguyên đức, thượng thiện hạ tài, nó tới ba cái tên đó. Tại vì tôi tới dùng chữ nguyên, mấy đệ tử tôi dùng chữ quảng, nó dùng kệ, còn cái chữ tâm á là cái pháp tự, là khi vô xuất gia đó. Hồi đó đa phần ở trà chính là chữ tâm, còn hiện tại nó quen là sửa không có được mà thôi đi. Người ta nói người ta biết thầy Thích Thiện Tài mà sao lại tâm thành là tại sao? Tại vì qua đây muốn cho nó cùng cái chữ luôn á chứ. Nên là chứ tôi cũng đâu có muốn đổi đâu. Để qua đây là rồi giờ hai ông này cũng sao cũng chữ tâm nữa. Có mấy người đi chùa à? Hồi thầy có mấy người à? Con mà con nói đâu rõ ràng, con không có nói kiểu mà giống như mấy người kia con. Nhưng mà thiệt á, tôi quan niệm là thà như tôi á, tôi nói mạnh đi rồi từ từ á, tôi quan niệm rõ ràng á, mình khi mà cái dòng nước á nó còn ở trong sông hồ ao lạch á, nó chảy mạnh lắm, nhưng mà rồi nó ra gần tới biển á thì nó nhẹ lại. Thì bây giờ tôi nếu như mà mọi việc mà tôi ổn thỏa xong thì tuổi càng ngày càng lớn thì tự động khỏi cần gì nó cũng xuống chứ đâu có khi tôi cũng đâu nó mạnh nổi đâu. Nhưng mà bữa nào mà tôi gặp cái gì nó quá trời đó, thấy nó tùm lum tá lả hết trơn, tôi mới nổi sùng, tôi mới phang tứ lung tung. Ví dụ như bây giờ mới nghe tin trời là mấy ông thầy toàn là có bằng chứng hết trơn á, lôi thôi mà giờ tấn phong hòa thượng
mà tuổi thì còn trẻ trẻ băng à. Thành ra bà thượng rồi cái bà sẵn phải bà đại ra bà dùng cái danh từ lái đó rồi tôi lái theo, nhưng mà tôi nói là tôi bản đồ, tôi bản đồ thì mấy ông thầy hỏi tôi bản đồ là gì thì để bản đồ tiếng Anh mình là Pháp mà có thiệt trời đó cái ông nào ông đấy mà tấn công hòa thượng. Rồi thí dụ như á, nhìn á, các vị nhìn á, cái đời nay á, đừng có thấy người ta nói chuyện đạo đức mũ mỹ mặt liêm diêm chuỗi lần á, mà tưởng đâu vậy là tu nha. Trời ơi nó mang cái tuồng một cái lớp bọc đạo đức, nó phản thầy, nó lừa bạn, nó chửi cha mắng mẹ trong đó đó. Nhưng mà mới lại mấy cái người đó cũng nhờ mấy người đó mà mình mới nhận thấy được cái đấy. Nhưng mà ba tánh bổn đạo á thì đa phần họ chỉ nhìn cái bề ngoài. Ví dụ họ cứ nhìn mấy người vậy họ cho là tu dữ lắm. Đúng rồi trời. Nhưng mà sự thật ra mà không có những cái người mà làm cái sái làm quấy đó thì mình đâu có giác ngộ được. Con tấn con khác hệ thường á, con đâu đó thì tới nghỉ lui rồi cái gì cũng phải đâu ra đó chứ đừng có nói hùa theo để con ghét lắm. Tôi thì á, lòng của tôi chân thành từ hồi cô chú biết tôi tới bây giờ đều vậy à, chỉ có tật nóng mà chưa bỏ được cái giận nói cái ào à, nói rồi ngủ. Nhưng mà có cái á, nguyện với lòng là mình sống cho tròn cái nghĩa, cái nhân. Mình ăn ai bát nước, bát cơm, mình không có dịp đền đáp được thì thôi. Chứ còn mình phải nhớ, mình phải thi ân báo ân. Tôi kỹ nhất á, là cái kẻ phụ ân, cái kẻ mà gọi là đặng cá quên nôm, thấy trăng quên đèn á. Cho nên tôi cái lòng tôi dặn lòng tôi hoài à, ngày xưa tôi khổ bao nhiêu, ngày nay tôi xứng bao nhiêu, tôi vẫn giữ. Hoặc là mình càng phải coi như là tiết kiệm tiện tạng hơn. Thí dụ giờ tôi hỏi với ông, ngày nay giàu quá tôi chưa quá dư giả, nhưng mà giờ tôi muốn ăn cái gì cô chú xem muốn uống gì không được, nhưng mà hết trà không có đi mua hộp á, trời không ý tôi nói vậy đó, có nghĩa là cũng hạ tiện vậy đó. Cho tới khi không là chờ bị Việt Nam sắp đem hoa biết không đó. Chứ bây giờ tôi hỏi nè, ngẫm lại giờ tôi muốn mua, là hồi xưa á ha mai đồ mới, năm nay cả năm nay đâu có mai đồ đâu. Cũng gửi qua không không mai nữa, bây giờ đồ tôi mặc tới chết không hết nữa. Tôi nói không cần đẹp đẽ, miễn giày mặc là cứ giày kính thôi à. Kính thôi, hồi xưa tại vì nhí nhảnh là cứ mỗi lần ai Việt Nam qua mai đặng chơi sợ, cứ sợ trời đất nó sụp tới nơi không ai mai đồ hay sao bây giờ không khe nữa, giờ cứ việc miễn là lành. Bởi tôi mới thấy người ta khen mấy ông hòa thượng, người ta khen nó là hòa thượng cả một cuộc đời lam lũ áo bả gai sòng nâu sòng, chứ đâu có khen ông hòa thượng mà ra cái lớp ra giải nào mai màu đó mai áo đó đâu. Thành ra tôi thấy thì tôi thôi, người ta quý mình là cái đạo đức, cái nghĩa nhân, chứ không ai quý mình bằng cái sắc áo đâu. Chỉ có kẻ tầm thường còn ham hố mới nó nhìn qua cái sắc diện, sắc áo thôi. Có nhiều người cái sắc mặt đẹp nhưng mà lòng lan dạ xối, còn mình bây giờ mình không có đẹp, tướng mình nó không đầy đủ, nhưng mà làm sao cái lòng mình á ngửa lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, nhìn ngang á không có tàm quý với người thôi. Như vậy vậy sống à. Thì vậy thôi được rồi. Hồi đó đi về đây á, giờ tôi cũng không giấu là nói thẳng là tôi nghĩ rằng là cái bến đổ cuối cùng của tôi rồi đó. Tôi nghĩ là dục quê rồi. Rồi bây giờ mình người cùng tỉnh nữa, phải không? Cùng huynh cũng như huynh đệ. Rồi thấy không, tôi lo lắng về mấy, tôi dọn dẹp, không phải tôi kể chứ. Tôi dọn dẹp, tôi thiết tha, dầu tôi không biết xây dựng, nhưng mà tôi làm đâu phải tôi ngủ làm tất bật, lo đầy đủ hết trơn. Cuối cùng cái duyên thôi, cũng là cái duyên. Chứ đời tôi đâu có muốn có của riêng đâu, cô chú thấy không? Nhưng mà cái tánh tôi về ở chung ai được, nói ngang ngang tàn tàn cũng không ở được.
rồi ra đây nó rồi, cũng cái gì cũng đó, cái gì đó. Rồi. Thôi thì cũng, nhưng mà nhà hôm nay vậy là phước rồi, tiếng rồi. Tiếng khi tối mình tôi ra mà lạnh thì cũng ít ra chứ hay nó tối, nhưng mà tôi thèm quá những cái buổi tối rồi thầy trò huynh đệ ngồi nói chuyện đạo vui. Giờ bắt đầu thấy mình nó chuẩn bị nó già, muốn nhắc lại những cái kỷ niệm gì đẹp, rồi muốn ôn lại những cái văn hóa, cái truyền thống của ông bà, các cái chỗ quê hương xứ sở. Giờ tôi giờ thấy giờ những người mà ngày xưa có công của tôi bây giờ chết luôn hết rồi. Bởi vì 30 năm rồi. 30 năm hồi tôi xuất gia tới giờ, giờ Sài Gòn cũng không còn mấy người, mà quê cũng không còn mấy người. Không phải. Bởi vì họ thí dụ như bây giờ nè, tôi nói nếu mà tôi giờ cô chú bây giờ gặp một ông thầy nào tu nhỏ coi, rồi tới mà bằng tôi thì cô chú 100 tuổi rồi. Thành ra nghĩ vậy cái thấy nó buồn. Nó buồn ngày nào Phật tử các vị lớn tuổi lo. Thành ra tôi điện về cái ban hộ niệm mà ngày xưa mà hồi lúc có cái ban hộ niệm ở Sài Gòn á, tôi ở cái chùa đó. Cái đạo hữu đó dẫn ban hộ niệm về năm đó đó tôi mới có 20, 21 tuổi, vẫn cứ chủ nhật cái là về tụng kinh. Còn có đám ở đâu người ta đi, còn không mà chủ nhật cứ về tụng Di Đà Hồng Danh cái là cúng thứ thật cái Mông Sơn vậy đó. Vậy đó mà từ hồi năm 20, 21 tuổi tới bây giờ mấy mươi năm, tới trường hợp tôi điện về tôi hỏi giờ các Phật tử đó còn lại đông không đạo hữu cho tôi biết, nó chết hết rồi thầy ơi, còn mấy người à. Ban hộ niệm ngày xưa 100 mấy mà giờ còn 40 mấy người, mà trong 40 mấy người đó đó còn là có mấy người biết tôi à. Mấy chục năm rồi, từ hồi năm 92, 93 tới bây giờ mấy chục năm rồi, là hồi lúc tôi ở cái chùa đó năm 92, 93 cho tới năm 95 rồi tôi mới về Gò Vấp, thì mấy chục năm rồi. Mấy chị ở bên Hương Trình ổng rồi có mới xuống từng rồi đó, có từng rồi vậy cũng tốt rồi. Có chị Kim có luôn không dạ gì? Có không, cô gọi rồi cô nói rồi tôi cũng khuyên cổ, thì cái tánh cổ cũng có hồi yeah. Tôi mới khuyên, tôi nói chút kia mà đối với thầy Thiện Tài không phải có tiền, thầy Thiện Tài mới quý ngang chút kia dầu gì. Ủa cái xe đó là xe gì á, cái gì mà đèn nó sáng không, nó đi xịt thuốc hả, đi coi đi, xe cây xe hay là xe kéo xe gì á, không xe này xe gì mà nó chút yeah. Chốt kéo xe cái okay, tại vì á là hồi đó là cái vụ mà cái giếng nước á là cổ là khởi sự, nhưng mà cuối cùng cái vụ mà cổ biết sao như đạo hữu đang đó, cái cuối cùng cái dạy của rút ra thì còn lại thì có 2 cô hà. Thành ra thì tôi thấy nó cũng hơi kỳ, tôi đâu có xin đâu, do cổ 1, 2 cổ thấy vậy, người khởi sự lại là người rút ra. Thành ra cuối cùng 2 cô kia lo hết thôi, nhưng mà ý nó thì bắt đầu cổ hơi tự cổ ngại rồi, ngại rồi bắt đầu mới phiền, thì cổ tự ái cổ tưởng đâu là tôi chắc là cổ không cúng rồi tôi coi thường, không phải. Rồi tại vì lý do thằng vậy nè, cô có cái tật ví dụ cô nói chuyện nó dài quá, mỗi lần mà điện thoại mình đang làm cái gì, ví dụ lỡ đang tưới cây hay đang sắt cái gì hay đang chiên cái gì thì nó khét đúng không, nhiều khi nó dài quá mà, cho nên tôi cũng phải tắt ngang là cô lại tôi nghĩ là cô tôi làm cô tưởng đó là tôi không muốn nói chuyện với cổ, rồi hay là mỗi lần cô muốn nói chuyện gì với tôi cô kể từ thời nhỏ cô té xong cô té xuống thì sao mà cho tới thời cô quá. Nó dài quá thành ra ý của tôi đấy, rồi chú Kim ơi cứ nói gì nói gọn gọn dùm, giờ tôi nói thiệt cô ai tôi cũng quý hết á, mà nói chuyện đạo thì nó còn kéo dài được, còn giờ cô có nói chuyện từ thời quá khứ hiện tại Di Lai rồi cô hỏi chứ giờ cô là cốt con gì hay là cô là không biết cái lý do là sao cô bệnh ông nội tôi không biết nữa, tôi không biết tôi nữa, sao tôi biết được phải không, rồi khuyên cậu rồi cô mới hiểu. Tôi nói tôi thương Phật tử lắm, không có bao giờ mà tôi phân biệt đâu, phải ai tới đây là tôi vui chứ phải cái thời ở dưới hai nữa, cái gì tôi ăn thì mua, tôi không biết ăn đừng có mua, thí dụ như giờ cái hỏi giờ thầy ăn gì thì tôi nói thiệt à, giờ ví dụ cô tới cô mua cho tôi vài trái chuối
một hai bánh mì đó là tôi cần đó. Còn có những món đồ Mỹ tôi đâu có biết, rồi cô giác ở đâu về cô để đầy đó, rồi dục thì tôi sợ tội. Cho bánh Mỹ này nha, có những cái đồ thí dụ như mình biết Mỹ biết lên nó ăn có sao không, ngủ nó cầm len mình sao, nó xua mình sao, cho bánh đầu thôi đầu đấy. Nếu khổ rồi rồi vui lại rồi. Hồi nãy tôi có gọi cho cô Cúc mà sao con thấy cô bắt máy. À, rồi chắc mai cô gọi lại thôi. Tại vì tôi cũng... Tại vì tôi nói chị và... Thì nghe nói người chị tính qua đây rồi cuối cùng người chị bệnh. Tôi mới... Thôi biểu mỗi lần có về đây thì ghé đây ở. Bắt còn nhà, con của bà chưa bán mà, bắt còn nhà con. Thì còn những bắt không dọn dẹp. Dù ở đây tại cậu cũng lớn tuổi hơn mẹ tôi rồi, tôi đâu có khe. Dù cô chú lớn hơn mẹ tôi đâu có khe. Thứ hai nữa tôi nói thật, tôi không có bậy bạ, tôi không sợ hết đó. Vì tôi quan niệm rồi, tu là ra tu, còn không tu thì ra đời, không có tội lỗi, bị Phật cho ra vô 7 lần mà. Chứ không có vụ mở đâu nào mà lộn xộn. Cho nên tôi không có bậy bạ, tôi không sợ. Nhưng mà thí dụ như cái người ngang tuổi với tôi thì không nên, nó ngang ngang, nó kỳ. Còn ai mà từ bằng tuổi mẹ tôi trở lên là tôi không có khe. Sớ rồi chứ không sợ. Rồi vô 7 lần nữa hả? Hả? Rồi vô 7 lần là tất nhiên lấy vợ rồi đi ra ngoài. Vô làm lại từ đầu. Rồi vô tu lại từ đầu. Từ đầu rồi xong rồi đó. Bà tu không ấy nữa, ra ngoài lấy vợ. Mình làm 7 lần rồi. Nhưng nữ ra vô có 1 lần à nha. Dạ nữ thì có 1 nào 7 lần, nữ có 1 lần à. Nữ thì hơi rắc rối hơn. Bởi vì thật sự là nữ thì tại vì giờ ví dụ như giờ cô tu rồi cô ra đời chồng con cái đóng mà trở vô nữa nó kỳ, phải không? Nó thật sự nói về cái mặt tâm lý. Còn thiện nam thì đâu có sao nam, nhưng mà cũng phải sắp xếp xong mọi việc à, chứ không phải mà nói là muốn tu tu bỏ vợ con đó meo không được à. Phật hồi xưa rõ ràng lắm mà nghe, đi tu là thứ nhất á, hả, còn chưa có gia đình thì phải có sự cho phép của cha mẹ. Có gia đình thì phải có vợ con. Thành ra trốn đi tôi cũng mang cái tội đó. Nhưng mà đây là vì cái hoàn cảnh, là tại vì tôi sinh thì không được. Chứ hồi đó là khi mà vua Tịnh Phạn á, cái lần đầu mà thái tử thành Phật rồi trở về đó, là Đức vua Tịnh Phạn xin cái điều đó trước tiên đó. Xin là kể từ đây cho Tịnh Phạn xin một việc là tăng đoàn á, đừng có chấp nhận những người đi tu mà bỏ cha bỏ mẹ để cho đau khổ quá vậy đó. Là thái tử là Đức Phật mới hứa, vì cái lời xin của phụ hoàng mà xin cái điều đầu tiên vậy mà. Thành ra đi tu mà trốn cha trốn mẹ là cũng mang cái tội đó. Nhưng mà điều cái du di là tại vì cha mẹ, thí dụ như mình cha mẹ mình nghèo, mình trốn, mình bỏ đi này kia nọ thì mang cái tội. Thí dụ cha mẹ có ăn có mặc, mình không phải là mình là không phải là cái chính để lo cho cha mẹ thì được. Với hai nữa tới hậu tu đi vô đi lính rồi cũng vậy thôi. Như lục tổ đó rồi đó, lục tổ khi muốn đi tu mà đâu có được, rồi cuối cùng cái có khiến không cái phước ông, phước của lục tổ mới được cái ông đó, ông có tiền mới cho tiền để là cho mẹ đó, lục tổ Huệ Năng đó, đó là cũng là một cái phước đó. Cái ngày đốn củi nuôi mẹ, nghe cái bộ kinh Kim Cang, ngài ngộ được cái lý, chứ còn nói mà ngộ luôn cái đạo thì thật sự mình thành Phật rồi, ngộ được cái lý kinh Kim Cang. Ngài muốn xuất tục nhưng mà nhớ lại mẹ già còn nghèo khổ vậy đó, nên khiến bữa đó ngài đứng ngài nghe cái một vị cư sĩ đó tụng kinh Kim Cang. Rồi cái ngày tâm đó vậy thì cái người giàu của cư sĩ đó mới ra hỏi: ông có muốn đi tu không, thì tôi cho số tiền này về lo cho mẹ để mà an tâm đi tu đó. Cho nên cũng là cái phước của lục tổ. Rồi khi đi tu thì cái ngày cái căn trí lanh lẹ như vậy mới ngày Hoằng Nhẫn mới thấy vậy mới giao cái pháp cho. Mà thật ra hồi xưa tổ trương truyền là ấn tâm dĩ tâm, dĩ tâm ấn tâm, là lấy tâm để ấn tâm chứ không có để của cải vật chất nha. Ngày nay dính đến của cải vật chất chùa chiền nó mới phiền não đau khổ đó, chứ hồi xưa là dĩ tâm ấn tâm, anh nhớ dĩ là lấy đó, lấy tâm ấn tâm.
ngày nay á là thừa kế, là nó đâu thừa kế cái tâm, thừa kế chùa to Phật bự đất rộng gia tài đồ sộ, nó phải có chuyện tranh giành. Chứ thầy, nếu mà thờ Phật mà chủ trương cái vụ chùa chiền là ngày nay còn giết nhau nữa. Đó. Chùa chiền là từ thời thế kỷ thứ nhất mới có, là khi mà vua Hán mời ngài Ma Đằng, ngài Trúc Pháp Lan qua bên Trung Hoa lục địa đó, qua đó mới ở cái chỗ cái nhà khách của triều đình, rồi sau đó thì mới là lấy cái nhà khách đó là làm một cái chùa, đặt sau đặt cái chùa Bạch Mã đó. Đó là thế kỷ thứ nhất mới rồi mới có chùa, thì mới quan niệm rằng là hãy chỗ nào có tăng ở thì chỗ đó gọi là chùa. Đó là như vậy, là từ thời thế kỷ thứ nhất, cái thời 600 cho là 500, hơn 500 năm về trước công nguyên đâu có vụ mà chùa chuyện gì đâu. Lúc đó dĩ tâm ấn tâm, rồi cho tới thời thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, thời Bồ Đề Đạt Ma, thời Huệ Khả, rồi Tăng Sáng, Đạo Tín, rồi Hoằng Nhẫn, tới Huệ Năng cũng đâu có nhắc nhở là giao chùa giao chuyện gì đâu. Đó, bắt đầu tới thời Huệ Năng xong rồi mới tới đời đệ tử Huệ Năng là Nam Nhạc Hành Tư, rồi tới đời cháu nội là Mã Tổ Đạo Nhất, là đời tôn đó, Mã Tổ Đạo Nhất bắt đầu mới dính líu tới cái việc chính trị thế sự nhiều đó, bắt đầu mới chia ra làm Ngũ Gia Tông Phái. Nó từng bước vậy đó. Ngũ Gia Tông Phái là thời cháu nội của Lục Tổ Huệ Năng, cháu nội trong đạo á nha. Là tầm Mã Tổ Đạo Nhất, nhớ vậy đó. Tổ Huệ Năng xong nè, Tổ Đạt Ma rồi qua trụ trì chùa Thiếu Lâm, phải không? Nhưng mà đâu có truyền cái chùa từ Thiếu Lâm cho Tổ Huệ Khả đâu. Tổ Huệ Khả bị thầy chùa nó hại chết đó nghe. Thầy chùa hại thầy chùa đó. Tổ Huệ Khả đi lang thang rồi thấy cái ông thầy chùa đó giảng kinh mà giảng sai. Tổ mới ở trước cái bồ đề đó, Tổ giảng lại. Cái người trí thức nghe Tổ giảng trúng vậy, họ bỏ trong cái chánh điện, họ ra ngoài này họ nghe. Ông này ông ghét, ông mời quan lại nói đây là đồ giặc, đây là tà đạo. Ông bỏ tiền ông mua cái quan thứ sử ra lệnh nhốt giam Tổ Huệ Khả, sau đó bỏ tiền chém đầu luôn á. Đó là sự thật lịch sử á nghe, chứ không có mà tôi bị tiện rồi nghe. Tổ Huệ Khả bị chém đầu, có hai vị tổ bị chém đầu trong cái thiền sử đó, là thứ nhất là Tổ Sư Tử, thứ hai là Tổ Huệ Khả. Thầy chùa hay thầy chùa đó. Đó là lịch sử rõ ràng không vậy, ông lạch ra coi đó. Rồi xong rồi hen, Tổ Huệ Khả xong tới Tổ Đạo Tín, Tổ Tăng Sáng, Tổ Hoằng Nhẫn, là bắt đầu Hoằng Nhẫn tới lục Tổ Huệ Năng. Huệ Năng là thấy cái vụ mà truyền tâm pháp không? Đưa qua sông chạy không kịp vậy mà nó còn rượt theo. Rượt theo là 16 năm ẩn. 16 năm ẩn trong rừng với Tám Thợ Săn. Rồi khi mà phục hồi được cái Tổ Huệ Năng mà về tới cái chùa Vũ Long mà được ngài Ấn Tông xuất gia, chính thức là người xuất gia mới làm tổ được chứ. Tổ Hoằng Nhẫn trao pháp, ấn pháp, nhưng mà thật sự chưa phải là người xuất gia, gọi là cư sĩ. Khi mà gặp ngài ấn tông xuất gia, rồi sau đó mới chùa Vũ Long nó mới mời về là làm vậy đó. Mà đêm đó nó vô nó giết, mướn người vô giết, giết sau khiến tổ biết trước, thay vì tổ nằm cái đơn nghĩ gì thì họ canh rồi. Họ canh là cái kiếm về là chìa xuống là ngay cái tim luôn. Nhưng mà khiết xong bữa đó sao tổ lại giống như uống nước trà cho mình thì đi ngủ không được. Cũng được tổ mới lết khỏi xuống cái khỏi cái giường, tổ lại ngồi đầu giường tổ ngồi thiền. Còn thiền thì tên tức khách nó vô, nó làm cái rầm. Bị tối mà tối trời mà làm cái rầm, chứ mà ai ngờ là chứ cái gối. Cái Tổ Huệ Năng nói thôi, ta nợ ngươi cái vàng chứ ta không nợ ngươi mạng. Thôi ta có số vàng kìa. À, lúc đó là tổ là được trụ trì, được nhiều người kính nể là mới có số tiền. Ta nợ già ta trả cho ngươi, còn ta không có nợ ngươi mạng. Thôi đi đi.
Thế thì cái ông đó quảng hồn quỳ xuống, ông xin tạ lỗi. Rồi tổ nói cứ đi đi, chứ mà không đi là nếu mà các thầy trong chùa mà biết phát giác ra là ngươi chạy không thoát. Rồi thôi, ông kia ông xin nó thôi giờ con ăn năn cho con xuất gia. Thì tổ nói ngày sau hả, ta sẽ độ ông nhưng mà chưa tới tới lúc, đi mau đi. Thì ông ôm số già ông đi. Rồi đi rồi nó vòng do nó sau này thì cũng ông đó cũng trở lại xuất gia với tổ. Ông nói rồi cho tới tổ chết là năm 713. Vậy đó mà cũng thầy chùa nó chơi đến đó bây giờ đó là quan hồn phải bắt buộc phải lấy cái thủ cấp của tổ Huệ Năng làm chứng tế. Ghê chưa thầy chùa nhau á. Rồi rồi nửa đêm nó vô tháp nó đào đào chặt đầu nhưng mà cũng không được. Không được vậy mà nó kéo dài cho tới cái năm cũng quả báo tới cái năm mà năm 1970 mấy á. Năm 66 năm 1966 cho tới 69 là cách mạng gọi là cách mạng văn hóa Trung Hoa. Ông Mao Trạch Đông ông đập hết cái chùa chiền Phật tượng. Ông dự định 3 năm là ông xóa sổ cái tôn giáo đạo giáo luôn. Thành ra cái tượng Tổ Huệ Năng ông đem ra sao ông đập. Thành ra với thầy trụ trì ông thấy tội quá ông mới đi lén này ông chôn. Chôn nó kéo dài cho tới năm 1976 sau nó mới quốc tế mới về Trung Quốc để họp. Họp ta muốn đi thăm nghe nói ở Trung Quốc có cái Tàu Khê, có cái chùa Nam Hoa, có cái tượng Lục Tổ Huệ Năng, Quán Hồn, Tập Cẩn Bình hay gì đó. Ông gì? Tẩm Bình chứ ai? Đó, mới lòn đi cửa sau rồi, ra lệnh về trùng tu gấp, mới đào lên. Đào lên là làm lợi chứ đâu phải tượng thiệt đâu. Nhưng mà không ai dám nói chuyện đó nghe. Dám nói đứt đầu. Không, đó là sự thật nhưng mà dạ, ở Trung Quốc hay Việt Nam không nói được. Mà chính Ngài Thanh Từ đi qua là Ngài rõ ràng, Ngài viết lại trong cái cuốn sách đó rõ ràng mà Ngài đâu có dám in để tuyên truyền ra. Dạ, đúng rồi. Ngài đi tới đó Ngài khảo sát mà. Đó. Rồi cuối cùng nhưng bây giờ nó xì ra hết rồi. Thành ra cái Lục Tổ, cái tượng sáp của Lục Tổ bây giờ tại Nam Hoa đó, ở chùa Nam Hoa là nó chỉ có một phần xương cốt thôi. Chứ đâu phải thiệt đâu. Nhưng mà bởi vậy khổ lắm. 1966 là Mao Trạch Đông quyết chí là dẹp cái văn hóa Phật giáo. Cho ông cho là 3 năm. 66 cho tới 69 là ông cho là xong nhưng mà không xong. Cái kéo dài tới năm 76 là 10 năm. 10 năm ông nghĩ chùa chỉ ông sang bằng hết sao còn. Đó. Rồi chưa đâu quả báo thì Mao Trạch Đông á lại đem cái lòng thương cái bà mà đóng cái vai trong Tài Thiên mà Tài Diêu Ký mà Giai Quan Âm đó. Sở dĩ cái bà đó mà bà đóng vai được á là bà là vợ nhỏ của Mao Trạch Đông. Rồi nó mới được cho đóng. Cho nên không thể nào kiếm người nào thế bà được. Mà bà cái vai lúc đó là bà già, cái giống như là quá tuổi, mà có nghĩa là quá tuổi đóng phim chứ không phải già như người già. Nhưng mà khiến là tại vì bà là cộm cán mà. Đó thành ra bà đó tới giờ còn sống á, năm nay 37 tuổi á. Bà đóng cái vai, lúc đó là trong cái bộ phim Tây Du Ký là những cái vai mà Phật tiên đồ là bà lớn tuổi nhất. Nhưng mà tại vì bà cái thế đó nó mới cho bà đóng được, hiểu không? Là vợ nhỏ mà bà này với Mao Trạch Đông có cái duyên đặc biệt. Coi như là không biết sao mà mỗi lần hồi đó mới 13 tuổi ha. Mà bà đi hát mà bà thấy Mao Trạch Đông cái bà quên hết trơn cái trội à. Nó khiến không? Lần đó thì Mao Trạch Đông cũng chê nít quá, ổng không để ý. Tới lần 16 tuổi, 3 năm sau. Năm 1956 đó, tôi nhớ mẹ mại vậy đó. Mao Trạch Đông vẫn đi tới coi hát mà lúc đó cách mạng gì đó rồi. Rồi mới kêu là giống như là bây giờ bà phải đưa cái bà này là đưa cái cô gái này là lúc đó là cô múa giỏi đó cái nghề vũ nữ á đó. Đó là năm đó nó Mao Trạch Đông bắt buộc á là phải làm cái lễ chúc thọ ổng, mà cái lễ gọi là thần tiên chúc thọ, nghe chưa?
thần tiên phải xuống chúc thọ Mao Trạch Đông, buộc lòng mới bắt bà này đóng vai Quan Âm. À, thần tiên chúc thọ mà mới bưng cái ly nước chúc thọ cho ông tổng bí thư, mà tổng bí thư là chủ tịch gì đâu mà lúc đó Mao Trạch Đông là chủ tịch. Sao bà đi bà dắp cái giặt áo bà quên cái vai đó đi. Thế thì Mao Trạch Đông bắt đầu mới yêu. Chứ lúc kia còn nít quá, 13 năm trước còn nít. Yêu xong cái ông mới nói là bây giờ ông muốn bà này là đêm nay phải tiếp ông. Đó là dính luôn từ đó. Rồi sao cho tới khi mà những cái năm mà ông cái cô Dương Khiết đó, đạo diễn Dương Khiết á, dựng cái phim Tây Du Ký á, không có bà này làm sao mà đủ cái pháp lý mà dựng được. Hiểu không? Nhờ cái quy của bà này vô. Mà bà này thì chỉ có vai Quan Âm mà bà đóng hộp mà. Thiệt, bà đóng đạt thiệt, không vậy đạt. Tiên là lớn tuổi mà đạt. Lớn tuổi là lớn tuổi so với cái vai đó đó. Nhưng mà bà có lời nguyện là bà đóng cái vai đó xong là bà nghỉ luôn á. Thiệt là từ khi mà đóng cái bộ phim Tây Du Ký xong là bà đó, bà không đóng phim gì nữa, nghỉ luôn. Coi như là bà bị vậy nè. Khi bà đóng cái vai đó thì nó ăn ảnh quá đi. Cho nên á, mà bà thì lại lớn tuổi, cho nên bà lớn tuổi lúc đó đó, bà không có make up phải không? Gọi là trang điểm là make up không? Không make up kịp như các cái người trẻ khác. Cho nên bà lúc nào bà cũng làm sẵn ở nhà, rồi bà lên xe và đi đóng phim thôi. Thì khi bà lên xe bà đi dài dài đường thì ta cứ tưởng đâu Quan Âm, mà lúc đó cái dân Trung Hoa nó cũng khổ quá. Thấy bà tưởng đâu Quan Âm hiện xuống chạy nó lại tới đâu thì bà xách cái áo dài Quan Âm nè. Chạy tới đó, cho tới khi mà bà bước sang Việt Nam cũng vậy, ta thấy đâu Quan Âm kìa, ta quỳ ta lại. Mà bà sợ tổn phước, bà thầy là không bao giờ bà đóng phim gì nữa. Và cái vai này là vai để đời của bà thôi đó. Cho tới bây giờ bà còn sống, hình như năm nay bà 79 tuổi rồi phải. Đó là bà tên gì đó tự nhiên nói quên ngang rồi. Đó, thì cũng qua cái thế thần mới đóng được. Đó. Thì cái bộ phim Tân Du Ký tính ra bây giờ chết luôn hết rồi. Đặng Tiểu Linh Đồng là vai Tôn Ngộ Không cũng chết. Rồi cái ông mà đóng vai ông Sa Tăng cũng chết. Đóng vai Phật Tổ Như Lai như không biết còn chứ. Còn chứ 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 Phật Tổ Như Lai ha. Dạ. Đó, chứ vai Từ Thiên chết à. Nó họp lại còn không biết cái hình như là còn chết. Là cái đó nó mới họp. Chết thiệt. Vai Từ Thiên chết. Vai Tâm Tạng như có ông ba ông hồi đó đóng vai ba ông đóng vai Tâm Tạng luôn mà cũng có ông chết rồi, ông Sa Tăng như thế chỉ còn vậy là như còn Phật Tổ Như Lai. Mấy ông già mấy họ mấy ông họp lại mà ông có quay chưa quay lại cái cuộc phim đó lại. Mấy ông họp lại ông thấy còn đầy đủ rồi, còn hình như sốt một ông gì. Tôi á mà đừng có để cho tôi lo toan phiền não, cái đầu tôi nhớ dai ghê lắm nha. Nhớ như tôi chứng kiến thời đó, thế mẹ tôi nói nãy giờ là tôi nhớ vậy đó, mà chỉ có quên một giây học hai cái tên thôi nha. Ừ, tại vì sứ mạng đó thầy chứ làm gì đó theo lịch sử kinh thích. Mà bây giờ tôi nói thiệt chú, giờ biểu tôi tụng mày đại bi tôi cũng thuộc á, giờ sao tự nhiên cái đầu tôi ai cười tôi cười. Hồi đó kinh Địa Tạng là tôi gần như là, nếu mà tụng đông là tôi bỏ bổn quá được á, mà giờ không cũng nhớ. Không phải nó không thuộc nhưng mà giống như động hồi lộn ha. Bây giờ đừng nói đại bi cái bài Lưu Hương Xạ Diệt Pháp Giới Bông Quân đó, bà hiểu tôi tụng rồi lắm á, tụng không ra đó. Nó muốn quên là nó quên ngang nha, mà ngộ sao giảng lại không quên nha. Nó được kiểu đó đó giảng, nhưng mà đừng có để được ai chọc ngậy bánh xe rồi nó đổi tâm hành Trung Quốc. Sao giờ khuya rồi cô chú về hả? À đi rét rôm đi. Cười vui.